của rắn hoa cổ này tương đối to vì có thể ăn một con ếch trưởng thành. Rắn hoa cổ đỏ là loài rắn độc, hiện nay chưa có thuốc thanh để kháng độc của loài rắn này. Tuy nhiên, loài rắn này rất hiền và thường không tấn công con người.